xâm đại đế chố bắt đầu chùm nuôi 70 đô la, bài nhờ sân Oster hóa bồn bếp nịp liềm. Nơi giúp ngay tiêm một phí khai mê xa chăn năm bì bòn một phí bây xâm đại đế chố Hun Sen, nơi giữa rốt mân trầy nơi Campuchia, rùm chùm mùi xâm đại kết tệ bật bọn đất bồn rơ nì Hun Sen, bàm bà kà bắt đầu chùm nuôi tức bạc chùm nuôn 70 đô la. Tức đó đã ra bỏ bài nhà sách đồng bây dục tập trịa bàn mặt này, bà sân bởi chỉ miên ca khóa khá tiên ai tệ tôn từ chùm nuôi cá xâm đại bàn. Bạn tốt bị bán khơi nơi tùm hôn tức chất đài mình ai cắt thay bán sau bế luôn bà ca xông chúm nùi. Bà nhà sân Oster hò, thay anh ông nó cũng xông đạch để bán chùi xung cụ mặt đài lộp bà gọp đời ạ tên ấy chỉ rỉu chữ. Tức bắt chế đà ra xâm đánh, đà ra chùm riêng nâng bị thi có phóng, bà nhà sân bùm xâm minh vật tâm mên nơi khăn ông ai chìm xa lập bạc khăn ông sọc, rư rù nơi khăn ông sọc mai lời. Bố đã ra bảo rụm này rụt nơi cao bảo tế tràn chiêng, bần tọa bị lộp bảo cả chụp bì vì sai xa lập bạc khăn ông sọc đôi xa tại cả đây ạ ơn chất. Đã ra chừng chắc mình sư ôi đâm lại, xa mơ nâng đã ra tị tổng. Tôi dần ná, tự bắt tại rụt nơi khăn ông sọc kê tràn chiêng sọc công nào tồn tại, bác nhà sật dù dù mà đón có một lên sọc mãi đại, còn tại lộp mình bỏng hành vào tâm mê nơi lời chạm đoàn trái nê nế. Rứ bọt xung phía nụ tể. เอาไว้ดัดทั่วมหาชนพญาปอลนุ่นในไงที่ดับประมวลเมษาปีปอมาเผยใบปัญญาสัตว์เลงเมียนเพียบเอียนขมาต่อตัดเตี้ยบานบุหารุมาได้ปลอกแก่สมจมหน่วยปีมหาชนนังแนสลับปะไตมาดองกรอยปีคล้วนออกลัดตะเพียบเชียบบานมาได้คณะตระการทายวิกาดับใบเวกัดในกลางส่ง ក្រោយពីទទួលបានដំណឹងនេះសាយភាយលើបណ្ដាញសង្គមតារាប្រុសបញ្ញាសិទ្ធត្រូវការជំនួយព្យាបាលម្ដាយសម្ដេចដេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយចំនួន3ម៉ឺនដុល្លារព្រោះសម្ដេចមើលឃើញថាបញ្ញាសិទ្ធគឺជាកូនកតញ្ញូម្នាក់ដើម្បីជួយម្ដាយរកប្រាក់ព្យាបាលម្ដាយក្នុងនោះសម្ដេចបានលើកឡើងទៀតថាប្រសិនបើមានការខ្វះខាតការព្យាបាលទៀតអាចតេតងទៅលោកសេងទៀងតាមក្រោយទៀន ក្រោយពីសម្ដេចប្រកាសបែបនេះហើយលោកបញ្ញាសិទ្ធបានសរសេររៀបរាប់ថ្លែងអំណរគុណដោយក្តីរំភើបទៅកាន់សម្ដេចថាកូនចៅរំភើបណាស់អរគុណលោកពុកជាទីគោរពរបស់កូនៗគ្រប់គ្នាសែនរំភើបណាស់អំពើល្អទេវតាដើរដីគឺលោកពុកនិងអ្នកម្ដាយជាទីគោរពរបស់កូនៗនឹងហើយជាអ្នកជួយសង្គ្រោះម្ដាយចៅលោកពុង